Hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận tiếp tục diễn ra sôi động với lượng khách trong tháng 10 năm 2022 ước đạt khoảng 565.000 lượt, tăng 3,54% so với tháng trước đó và tăng 77 lần so với cùng kỳ năm 2021. Được biết, lượng khách tăng so tháng trước và cùng kỳ do trên địa bàn tỉnh có diễn ra lễ hội Dinh Thầy Thím mang ý nghĩa văn hóa tâm linh. Đây cũng là một trong các lễ hội tiêu biểu của Bình Thuận, chọn phục vụ cho việc phát triển du lịch tại địa phương, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, trong tháng 10 còn tổ chức kỷ niệm 27 năm ngày du lịch Bình Thuận, 24 tháng 10 1995, 24 tháng 10 2022, cùng với nhiều hoạt động du lịch văn hóa thể thao khác. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, du lịch Bình Thuận đã đón khoảng 4.538.000 lượt khách, tăng 2,6 lần so cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 10.626,5 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so cùng kỳ. Riêng khách quốc tế đến Bình Thuận cũng cho thấy dấu hiệu dần phục hồi trở lại với khoảng 7.800 lượt trong tháng 10, tăng 6,1% so tháng trước và tăng 16,7 lần so cùng kỳ năm ngoái. Tính chung qua 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nghỉ dưỡng tại địa phương ước đạt 58.600 lượt, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.